2. Nhận biết các dung dịch. Thí nghiệm 3. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong 3 dung dịch là H2SO4 loãng, HCl và Na2SO4. Hãy tiến hành những thí nghiệm nhận biết dung dịch chất đựng trong mỗi lọ. Phương pháp nhận biết. A. Lập sơ đồ nhận biết. Các em hãy nhờ các bạn cùng lớp giải thích sơ đồ này nhé. B. Cách tiến hành. Ghi số thứ tự 1, 2, 3 cho mỗi lọ đựng dung dịch ban đầu. Lấy ở mỗi lọ một giọt dung dịch nhỏ vào mẫu giấy quỳ tím. Nếu quỳ tím không đổi màu thì lọ số chấm chấm đựng dung dịch Na2SO4. Nếu quỳ tím đổi sang màu đỏ thì lọ số chấm chấm và lọ số chấm chấm đựng dung dịch axit. Lấy 1 ml dung dịch axit đựng trong mỗi lọ vào hai ống nghiệm. Chú ý nhớ số thứ tự của mỗi lọ. Nhỏ từ 1 đến 2 giọt dung dịch BaCl2 vào mỗi ống nghiệm. Nếu trong ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng thì lọ dung dịch ban đầu có số thứ tự chấm chấm là dung dịch H2SO4 theo phương trình phản ứng dung dịch BaCl2 cộng dung dịch H2SO4 cho ra dung dịch 2HCl cộng BaSO4 ở dạng rắn. Nếu trong ống nghiệm nào không có kết tủa thì lọ ban đầu có số thứ tự chấm chấm là dung dịch HCl. Các em hãy theo dõi thí nghiệm dưới đây và cho biết mỗi lọ đựng dung dịch gì nhé. Nhận biết 3 dung dịch: axit sulfuric, axit chlorhydric và natri sunfat. Nhỏ lần lượt 3 dung dịch đã được đánh số thứ tự tùy ý vào 3 mẫu giấy quỳ tím. Quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét. Dung dịch bari clorua thử với dung dịch trong hai lọ có hiện tượng làm đổi màu quỳ tím như nhau. Quan sát hiện tượng và rút ra kết luận lọ nào đựng hóa chất gì.